Đây là thị trấn Con Dơn. Từ đường quốc lộ 19 mình rẽ vào đây các bạn. Đây là thị trấn Con Dơn, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Mình đi về Kon Tum các bạn. Đường quốc lộ 19 sửa nhiều quá. Có đi. Và clip này là clip thứ 27, từ thị trấn Con Dơn, huyện Mang Giang về đến Kon Tum các bạn. Thành phố Kon Tum mình đi tắt đường này, đi vòng chơi chứ không phải đi tắt. Và vợ chồng mình xin gửi lời chào đến tất cả các bạn cô chú anh chị đang xem video của vợ chồng mình. Các bạn có xem video, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh các bạn, đăng ký để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình. Ở đây là thị trấn Con Dơn, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai các bạn. Ở đây là thị trấn, ủa mà dán què. Ở đây là Mang Giang, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Đường đèo núi rất là đẹp luôn. Lên dốc xuống đèo. Mang Giang này cảnh rất là đẹp.
được đoạn này hư. Bốn chục cây số nữa đến quốc lộ 14. Mình từ quốc lộ 14 chạy đây. Ở đây là xã Hải Giang, Đắk Đoa, Gia Lai. Nếu mang Giang mình vô đây là Đắk Đoa. Thị trấn Mang Giang, huyện Đắk Đoa. Đoạn dốc hư thôi. Có xe lớn, đường nhỏ nhưng mà có xe lớn nhiều. Đường quanh co hiểm trở. Yeah.
ngồi xe khó quay. Rất là đẹp các bạn. Đây đường độc đạo con đường này, cảnh đẹp lắm các bạn. Người ta giữ vườn dọc đứng 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 xe lớn cũng rất là nhiều, tuyến đường này có xe lớn chạy rất là nhiều. Chạy mang theo sườn núi đầu ngoài kia mình thấy để thị trấn Măng Giang, huyện Đắk Đo, tỉnh Gia Lai, vô đây không biết tới đâu. Đường này mình thấy trên bản đồ để là DT670. Đầu ngoài đường 6. Cảnh như Đà Lạt, giống đẹp ren Đà Lạt. Đi Đà Lạt không được, đi Đà Lạt. Gần đồi núi không? Mà đi Đà Lạt xuống là núi. Đèo núi. Đèo Gia Lai. Gia Lai cũng tinh, đẹp lắm. Để ngay cửa sổ, để tì tay vô cửa sổ được rồi. Đường rất là đẹp, có hàng thông. Có khu du lịch hay gì à? Là khu du lịch. Điểm từ 1 đến 5 là được rồi.
khu du lịch hay nhà xưởng. Cái xưởng. Đây vẫn còn huyện Đắk Đo mà. Truyền núi bên trái mình là thung lũng, đường xuống sâu. Dãy xe đang lên dốc đi tham quan thôi, y như mình thôi. Đất rộng người thưa, có đường ở vô chợ chắc được, vô trung tâm trồng tiêu đây. Đây có một dãy xe cũng đi tham quan thôi chứ. Trước mặt mình một dải, sau lưng mình một dải, cho từ từ tham quan cảnh đẹp. Tiêu nhiều 34 cây số nữa tới quốc lộ 14, người ta đang sàn lấp mặt bằng. Thấy lạnh dữ lắm.
là xã Hải Giang. Sao bông nó lợt quá, màu hồng mà biển lợt quá, màu hồng màu đỏ, màu đỏ. Đẹp cực kỳ, yeah. Mình đi giãn cảnh, mình cũng giãn cảnh. Qua đèo rất là nhiều đèo này, đèo bự bự, đèo rừng. Mấy cái đường đi xuống là sâu hun hút luôn. Nó có máy bơm nước tự động, thì ta có bơm nước đó, ta đưa nước dưới thấp lên hồ mà chứa. Tiêu quá. Gia Lai là tiêu với cái gì? Đường tiêu đó là liền, cái đoạn này liền. Gia Lai tiêu với cà phê. Cái bông trắng và cà phê.
được tương đối liền đẹp. Tiếp tục của mình định ở đây là ở đâu mình cũng không biết, ở đâu, ở đầu kia nãy mình thấy là chữ Hải Giang. Đường view rất là đẹp mát, và mình xin kết thúc video ở Đắk Đo. Nãy mình thấy chữ Hải Giang, Đắk Đo, Gia Lai, rồi mình xin kết thúc video ở đây ạ.